Hello there everybody, welcome back to our short video lesson. And in this video, I'm going to be talking about one important phrase, and that is how old are you? Okay, how old are you? How old are you? Ta nè yu pa man hai. Chẳng khăn bì sang lê. How old are you? Bì sang khám ai cứ ta nè yu pa man hai. Okay, chẳng khăn bì sang hai chìa khăn yên phía chọn đấng thà how old are you? Ta nè yu pa man hai. Ta bì yên chào lái sao ta mấy. I am 25 years old, for example. Okay, nhóm mà yu mà phải pram chân nam. Dương pra I am, dương ọt pra thà I have đấy. Nhóm miên là yu. Bởi ta miên là yu. Bên nâng dương ọt pra I have đấy. Dương pra I am, chẳng là yu. Dương pra am is I, dương vào verb to be, okay? Chẳng I am, numerical contraction, I'm 25 years old, okay? I'm 25 years old. Years old, dương đã có bán ọt có bán. Dương ai dây thà I'm 25. Bán nâng có bán này, okay? Mình này thật nhưng mà dương phải pram cho nằm. Chẳng years old, dương đã có bán ọt có bán này, alright? How old are you? Nhưng dương xoay con này, okay? Vấn đề ô thơ ta dương trong xua mùi tiệt. Ô thơ dương xua thà ta niếng ở dụ mà này. Nhưng xua thà mạch vậy. Niếng ở cột mình đã xảy dùm khơi mình đã xảy các bài nào, okay? Chẳng dương xua thà ta niếng ở dụ mà này. Nhưng xua thà mạch. Okay? Chẳng dương xua thà how old is she? Okay? How old is she? Ta niên ở dụ mà nà. Dương đâu bà thiên bì dụ mà she mà niên ạ. Bì nẹ mà niên. Ta niên dụ mà. Lại ní dụ hai đấy. Dương đâu bì a mà is mà. Bì bùa. He, she, it. She dương phà mùi is. Nhưng phà mùi are đấy nè. Nè dương. Dương đằng ấy. You dương phà mùi are. Chẳng bàn how old are you? Bà tại she niên dương phà mùi is. Chẳng bàn dương đâu bì a mà is. How old là đại. How old is she? Ta niên ở dụ mà nà. Okay. Em xu nè. Ta niên ở dụ mà nà. Chẳng đợi bây giờ dừng xoay tầm mấy. Ồ, nếu ngài dụ đợi pram cho nắm. Dừng xoay tầm mấy. She is 15 years old. Okay, she is. Dừng xoay she is. Okay. She is 15 years old. Okay. Right, she is 15 years old. Nếu ngài dụ đợi pram cho nắm. Okay. Yeah, dân số này đã có bán ọt của bạn này. Dân ai cho nó dựa she is 15. Bạn ăn của bạn này, ok. Chọn mối khăn, ok. Tại vì dân thay dân số này, dân chọn này này. Chọn những cái nhà khăn này, yeah. So she is 15 years old của bạn. She is 15 của bạn này, ok. Chẳng dựa cho suốt này, yeah. Bất đại ủi thò thà dân chùm nuôn niên nước đời. Ủi thò nhìn trong suốt thà. Ta mà đai là bỏ nẹ dụ màn thò yeah, ta mà đai bỏ nẹ dụ màn mà đai là bỏ nẹ thầm your mom right your mom mà đai là bỏ nẹ dương ai chủ nội là she bàn đấy là niên bàn đấy bàn chẳng dương ai như vậy thá how old your mom okay yeah. How old your mom? À cái này dương đại cái này, dương đại verb to be cái gì? Am is mới có are. Mới này dương tiệt. Anh đang cứ dương phải is. Okay. How old is your mom? Ta mà nó bảo này, dụ mà này. Okay. Chứ hai đó dương phải is. Là sao your mom, dương ai your she mà chỉ nói bạn. Cái này dương ai phải she bạn. Okay. Thì vô có chỉ mình nói say. Ok, ta mà nẹ mà nó sợi dưới nghiệp hợp she. Đôi chìa how old is she, đôi chìa how old is she chứ. How old is your mom? Ta, mà nó bảo nẹ dụ mà này. Ok, nhưng dưới nghiệp hợp là mấy. Dưới ai cho she của bạn. She is. Ok, dưới ai cho she của bạn đấy. She is. Và bạn như đã tới nè 40. Đã dưới dấu của bạn đã có bạn này. She is 40. Ok, 40 years old, 40. Ok. Rồi mới có dạng ai chơi my mom của bạn này. Ô, mặc nhau mấy, mặc nhau mà dụ xài sợ. My mom is, ok. Cái gì ai chơi my mom is 40. Ok, đi my, ok. Why? Ok, my mom is 40. Mặc bọc nhau mà dụ xài sợ. Ok, chứ bây giờ chết là how old are you? How old are you?
I am. How old are you? I am. Đó phê xua. Cho nên là dụ mà này. Cho quạt là dụ mà này. Ok. Cho mạ vào nẹ. Và mạ vào nẹ dụ mà này. Ôn giấy vào nẹ dụ mà này. Côn giấy vào nẹ dụ mà này. Ok. Pa vào nẹ dụ mà này. Dạ chết xua. Dạ tùm rung lắm tay. Còn là dương đăng thà. You, we, they, dương phở are. He, she, hay năng it, dương phở is. Cho ai. Ai dương phở mỗi em. Chứ ơ mà nó không chẳng xua như dương thà. Ta khi mà dụ mà này. Xua ta mày được. Nhìn xua nè đó nè thà. Xua xua đây nè đó nè. Nhóm mà dụ màn hải. Ta khi mà dụ màn hải. Nhìn xua ta mày. How old am I? Ok. Nhưng mình lại sẽ xây lại này đó. How old am I? How old am I? Cái chứ. À ta năng mẹ mệt mệt phở chẳng. How old are they? How old? How old? Ok. Và thiên ai khi nhóm. Khi nhóm phở mùi ấy. Phở mùi em. Đâu ta bị á màu em á. Nhưng ai vậy là how old are I đây. Rồi mới có how old is I? No. How old am bố ai phở mùi em. Anh chẳng. Nhưng đang ấy. Ok. How old am I? Ta khi nhóm mà dụ màn. Dù kia bị dụ không này. Ta khi nhóm mà dụ màn tìm mới đang ấy. Vừa đòi nhắn à. Dạ chứng nè nó sẽ lời thầm mày tử. Ồ nè à. Nè à dụ 30 năm, ui đồ hò. Ok. Nè à dụ 30 năm. Và xin nhìn xuống nè ọc nế. How old am I? Đã khi nhầm dụ mà. Ở đây nè ọc hề sẽ lời thá. Ồ nè à dụ 30 năm. You are. Ok. Vì sẽ lời. Là you are 30. Ok. You are 30. Rồi mới có 30 years old nhìn tử. Ok. Nè à dụ 30 năm. Ok. À, thế mà cho em chẳng. Bố ấy dương phở bật thiên dù. Nè. Nè dù. Chẳng dù phở mũi ấy. Phở mũi ấy. Right. Easy. Ok. Chẳng cảm ơn mình cả chọn lòng này. Hay mùi tiết dạ chè xua đấy. Dạ dạ chè xua. Chẳng dạ chè thật xua thật nè. How are you? How are you? Chè thật bắt nè. Đập về. Mã bảo nè dù mà. Oh. I don't know. Chè xua. Ok. Khi nhau mà dù mà nó đang niên dù mà nó đang ở chết xuống chân dương mơ video nâng tới. Ok. Và xanh thì dương mơ mà đón dương ở toàn vô chú bác dương mơ mà xa tiệt. Nhưng cái thay với xanh thì dương mơ bắt đáo dương nâng vô là biệt prà. Ok. Khoan nào vậy thì dương thời đắng cứ are dương phở mùi am. You, we, they dương phở mùi are. He, she, it dương phở mùi nâng is. Ok. Nhưng chân dương đã tạm nâng tới. Nhưng đồ bất thiến đồ đừng vượt thủ bị tạm nâng tới cứ ớt khẩu tiệt. Ok. How old that sounded that? All right. Okay. So I think that's it for this video, and I believe that you have learned something new from this video. And I've got a lot more videos. And just stay tuned, and we'll see you next video. Bye bye.